chị ơi, cốp chị đóng thế không sợ hỏng rồi chị? Ê không, riêng cái dòng này chị đóng không sợ hỏng luôn. Con này nó dày thế sao? Con này tôn vỏ mà dày bịch luôn. Em cứ lại gần xem gì cho. Nó này, nó dày như thế này cơ mà, em nhìn thấy cánh cửa này. Nó thế này cơ mà. Em tưởng đây chị đấy, hàn sắt vào đây chứ. Nếu mà những cái dòng khác á, không dám mạnh như thế đâu, mạnh thì khéo bay luôn á hoặc là móp ấy. À thế đây là cái mẫu xe gì đây chị? Mẫu xe này là mẫu xe sang, mẫu xe Lexus. Lexus gửi 300. Em xem cái cốp đi xem nó có rộng gì. Cốp có này rộng mà. Thấy, nhìn chưa? Cũng khá là rộng đúng không? Rộng thế nhỉ? Đó. Mẫu xe này là mẫu xe Lexus GX300, sản xuất là 2009, à 2005. À 2005 à? Ừ, 2005, xít đàn dàn luôn, 2005 thôi. Nội thất ra theo xe gọi là option miên man luôn, cửa sổ trời đầy đủ. Và mua chiếc xe này chị tặng nguyên một cái iPad trên xe luôn. Đâu, iPad đấy, là cái gì? Chị tặng nguyên một cái iPad luôn. Đấy. À, tặng luôn cái TV đây à? Chị tặng luôn. Xe phải nói rất đẹp luôn, mặc dù được sản xuất 2005. Form dáng thì cũng không lỗi thời luôn, rất là chất lượng đúng không? Form hai mắt đèn này là cho bác nào trung trung tuổi thì là đúng rồi, đi thì nó phù hợp đúng không? Nó cá tính đấy, nó khỏe khoắn. Và cái mẫu xe này là được trang bị khối động cơ là 3.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu xăng của nó loanh quanh dao động về tầm 15 lít đấy nhỉ? 13 15 lít đấy nhỉ? Không, tầm em thấy đấy. Mẫu xe sang này 3.0 nhưng mà hộp số nhiều cấp thì đi đường trường thì ăn chỉ có 10 lít hơn 10 lít thôi. À? À, nói chung cũng phải tầm hơn 10 lít nhỉ. Đấy, đây, phím bấm thì nó nhiều lắm nên mình cũng không biết bấm nhưng là như thế nào cơ. Quan trọng là bao tiền thôi. Ôi giá rẻ cực kỳ luôn. Chỉ bao có 350 tiền? Triệu. 350 mà đi được Lexus xe chủ tịch. Ừ, đấy, Lexus luôn. Một cái dòng xe này bao cam kết là không có lỗi gì luôn. Hoàn toàn là sẵn sử dụng. Đấy, sẵn sử dụng với cái tầm giá hơn 300 triệu. Đấy anh em nào mà đam mê những cái dòng này mà trước đây là từ 2005 là chưa mua được á, thì bây giờ cứ trả thử quá khứ đi, sử dụng lại nó xem thế nào, còn chất lượng như ngày xưa không.